Xin trân trọng đến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại đường Lê Văn Lương kéo dài của thủ đô Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn muốn gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về Hà Nội. Và cụ thể hơn là Minh Toàn sẽ đi lên cái con đường mà được nhiều người quan tâm. Đó là con đường bí mật, thì lúc nữa Minh Toàn sẽ tiết lộ. Mà cũng không bí mật, con đường này là con đường mà được cánh mày râu quan tâm hơn ở Hà Nội ngày nay. Và chúng ta đang lưu thông ở trên con đường Lê Văn Lương kéo dài đây quý bà con. Wow, có em xinh gái phết. Thưa quý bà con, đây là cái đường Lê Văn Lương kéo dài và chúng ta đang đi tiến lên một cái khu gọi là khu đàn ông quan tâm nhiều nhất ở Hà Nội. Đường Hà Nội thì khá là đông đúc, lượng xe lưu thông cũng rất là đông. Đây không phải là giờ cao điểm đâu quý bà con ạ, giờ cao điểm thì bà con cô bác sẽ gặp những cái cảnh tắc đường, ùn tắc đường đấy. Mà chúng ta đi xe thì chúng ta nhích từng tí một luôn. Ở khu vực này thì các dự án cũng đang đắp chiếu đây quý bà con ạ. Các dự án, một số dự án lớn là đang đắp chiếu, đang còn bao bọc xung quanh bởi các cái tấm này. Nhưng mà tình hình này Minh Toàn thấy cũng diễn ra nhiều năm nay rồi. Thời tiết ở Hà Nội vào mùa này hiện tại bây giờ cũng khá lạnh.
chính vì thế mà bà con cô bác đang thấy cảnh mọi người mặc áo ấm. Và như chúng ta đang lưu thông, đây là đang lưu thông lên đường Lê Văn Lương. Lúc này là đường Lê Văn Lương kéo dài. Đây là đường Lê Văn Lương và đây là ngã tư giữa Lê Văn Lương và Khuất Chí Tiến. Chúng ta sẽ đi thẳng, chúng ta rẽ trái như này là chúng ta đi về Khuất Chí Tiến. Và đây là có một cái đường gọi là đường trên cao ở núi Đông Hà Nội và Tây Hà Nội. Đường này là đường cao tốc chứ không phải là cao tốc mà đường đường trên cao. Đường này chỉ dành cho xe ô tô đi thôi, còn xe máy là không được lên đường này đâu bạn. Trên trục đường Lê Văn Lương này thì nó gồm có cái hệ thống xe buýt nhanh, buýt BRT. Mà xe buýt này thì với dự án này nó còn hơn, nó kéo dài hơn chục năm nay rồi bà con. Và đường thì nhỏ nhưng mà có một cái tuyến làn đường là dành riêng cho xe buýt đi. Đấy, cái làn đường trăng trắng phía bên trong bên tay trái của chúng ta là đường này là đường dành cho xe buýt nhanh, buýt BRT. Nhưng mà thực ra xe buýt nhanh thì đi nhưng mà cũng không nhanh được. Ở giữa lòng thủ đô này có một cái nghĩa trang ở đây này. Đấy, nghĩa trang chỗ đường Lê Văn Lương. Đến đây mình toàn xin rẽ trái để đi sang cái phía con đường mà chúng ta cần đến. Đường Hà Nội thì chúng ta lưu thông thì rất là nguy hiểm bởi vì rất là nhiều xe cộ đi lại. Chính vì thế mà khi về với Hà Nội mà các bạn mà có đi xe máy thì chúng ta đi cẩn thận nhé. Đây là hết địa phận quận Thanh Xuân rồi. Và mình toàn sẽ đi ra cái đường đường Trần Duy Hưng. Thế mà mình toàn sẽ đi xuống phía dưới này chứ mình toàn không lên cầu. Lên cầu là đi sang phía bên bên Nhân Hòa, Trung Kính Nhân Hòa bên đấy rồi các bạn.
đây có cái trường gì cũng to này, trường chuyên Hà Nội, trường này khá to, cũng toàn thấy khá to. Đây có cái cầu này, cầu vượt đi từ bên Thanh Xuân sang bên Hòa Nhân Chính. À đây mình toàn trên rẽ phải đây nhé. Đây là chúng ta đang đi trên đường Trần Duy Hưng. À, nói sơ qua về đường Trần Duy Hưng. Đường Trần Duy Hưng là một trong những cái đường mà được các cánh mày râu, các thanh niên, nam thanh niên hay tìm đến để tìm những cái điểm vui chơi giải trí dành cho đàn ông. Và cũng là một trong những con đường mà thu hút rất là nhiều bạn trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là con trai về đường này. Nên người ta hay trêu nhau là ở làm đâu làm đường Trần Duy Hưng đấy. Đây, mình toàn xe đi ở đây. Chỗ này nếu mà chúng ta rẽ phải là chúng ta đi Hoàng Đạo Thúy đấy. Còn chúng ta tiếp tục đi đường này vẫn là đường Trần Duy Hưng. Đây thì tại ngã tư Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy này là có cái này mình toàn thấy khá là to. Mình biết đây là cái gì? À đây là Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây, và để mình toàn sang bên kia đường thì mình toàn sẽ đi tiếp cái đường Trần Duy Hưng này. Và đường Trần Duy Hưng này là ban ngày, còn ban đêm là nhiều đèn xanh đèn đỏ, tức là đèn mờ ấy, đèn mờ tím tím ấy. Ồ, có em gái ăn mặc đẹp quá, rất là tươi tả luôn. Rồi, và mình toàn chẳng thấy nữa, mình toàn đợi từng đời, từng đời. Đây, và chúng ta nếu mà chúng ta cứ đi thẳng như thế này là chúng ta lên lên cái khu khách sạn Đài U ấy. Đấy, khách sạn Đài U đấy là chúng ta cứ đi thẳng đường này. Và đây thì mình toàn đang còn dừng tại đường Trần Duy Hưng. Thì đường Trần Duy Hưng ở đây thì wow, gái khá là ăn mặc khá là mốt luôn, không ở đường Trần Duy Hưng. Không biết là em làm gì, em học ở đâu. Minh Toàn xin dừng video này ở đây và hẹn gặp lại các bà con cô bác trong video tiếp theo.